Bộ Công an cho biết Công an thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy với thủ đoạn rất tinh vi. Trước đó, Công an thành phố Từ Sơn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan bắt quả tang Đỗ Tá Vinh, 43 tuổi, trú ở phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn, đang bán ma túy cho Nguyễn Bá Hùng, 33 tuổi, quê ở Bắc Ninh và Nguyễn Lương Bằng, 24 tuổi, quê ở Hà Giang. Tại hiện trường, Công an thu giữ 1,6 gram heroin. Qua đấu tranh, Công an thành phố Từ Sơn xác định Vinh cùng vợ là Nguyễn Thị Hằng đã xây dựng khu trang trại rộng 700m2, bên cạnh có một mương nước rộng khoảng 5m thuộc khu phố Trung Hòa, phường Đình Bảng. Xung quanh rào lưới sắt B40, bên trong nuôi nhiều chó trông giữ để bán ma túy. Khoảng 22 giờ hàng ngày, Vinh lái ô tô từ nhà đến trang trại để bán ma túy cho người nghiện trong khung giờ từ 23 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau. Khi khách gọi điện hỏi mua ma túy, Vinh thống nhất địa điểm nhận tiền và giao ma túy cách khu vực trang trại khoảng từ 400 đến 500 mét, rồi điều khiển thiết bị flycam có buộc dây dài khoảng 15 mét và một chai nhựa ra địa điểm đã hẹn. Khách đặt tiền vào chai nhựa, Vinh điều khiển flycam bay về nhận tiền, chia ma túy tương ứng với số tiền, rồi đặt ma túy vào chai và bay ra giao hàng. Khám xét trang trại và nhà ở của Vinh, công an thu giữ thêm 190 gram heroin và ma túy tổng hợp, 2 bộ flycam, 1 xe ô tô, 1 khẩu súng khí nén, bắn đạn trì, 1 dùi cui cùng nhiều tang vật liên quan.